Vâng, chào mừng quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh ITB Club Channel cũng như là kênh IQ Việt Nam. Và đây là video ngắn nhận định thị trường hàng ngày sau phiên giao dịch của Nghĩa. Okay, như vậy là chúng ta đã khởi động một phiên giao dịch cho một tuần mới, một tuần cuối cùng của tháng 6 anh chị. Và phiên giao dịch ngày hôm nay chúng ta đã có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều các cung bậc cảm xúc từ phiên sáng cho tới phiên chiều. Thì trong cái livestream, xin lỗi chị, trong cái video này Nghĩa sẽ cập nhật với anh chị nhà đầu tư về các kết quả giao dịch của phiên giao dịch ngày hôm nay, để mọi người có thể đánh giá được là thị trường chúng ta đang ở một trạng thái như thế nào, một cơ hội như thế nào cho phiên giao dịch ngày mai nha anh chị. Rồi thì như anh chị đang thấy trên màn hình, anh chị đang thấy đó là thị trường ngày hôm nay đang dùng trụ, anh chị dùng trụ, khi mà nó lại đạp trụ rồi nó kéo trụ rồi nó lại đạp trụ. Đó là cái diễn biến của phiên giao dịch ngày hôm nay. Thì sáng nhà đầu tư là bán ra thì chiều lại quay trở lại đua mua cổ phiếu, liệu nó có phải là một cái phương án tốt hay không cho thời điểm hiện tại? Thì chúng ta sẽ cần thị trường nó xác nhận như vậy, nó xác nhận cái phiên tăng điểm cuối phiên của ngày hôm nay đó là một tín hiệu tốt ở phiên ngày mai. Chúng ta cần một sự xác nhận từ ngày mai như vậy. Ok, thì liệu ngày mai có phải là một phiên bùng nổ hay không, chúng ta sẽ cùng nhau phân tích để có thể thấy được cái điều đó như vậy. Rồi đi vào nội dung thôi vậy. Rồi, ok. Thì đầu tiên chúng ta sẽ điểm tin về các kết quả giao dịch của phiên giao dịch ngày hôm nay ha. Thì chỉ số VN Index đang đóng cửa tại 1132.03 và nó lại tiếp tục là new high vậy, tiếp tục là tạo những giá trị mới ở trong khoảng thời gian vừa qua. Và HNX Index đang là 231, và HNX Index thì giảm nhẹ 0.53 điểm, VN Index thì tăng 2.65 điểm ở về cuối phiên. Setup com là 85.6, giảm 0.11 điểm, và VN30 là 1131 để tăng 4.47. VN30 chị nhìn nó đã dí kịp VN đấy rồi, như vậy đã dí kịp VN đấy rồi ha. Chỉ còn đâu đó chưa được một điểm nữa thôi, vậy là VN30 đã dí kịp VN đấy. Về độ rộng thị trường, chúng ta có 165 mã tăng xanh, 258 mã giảm điểm trên HOSE, có 8.100 tỷ phân bổ những cổ phiếu tăng và 8.600 tỷ phân bổ những cổ phiếu giảm. Cho thấy một điều đó là đa số các cổ phiếu trên thị trường hiện lại giảm điểm, nhưng chỉ số chúng ta săn được đó là rõ ràng là cái việc kéo trụ vậy, cái việc kéo trụ các cổ phiếu trong VN30 nha. Đó thì cái việc này cũng đã nói với chị giống như trên cái tiêu đề đó, là kéo trụ, đạp trụ, kéo trụ ha. Rồi tác động tới index, chúng ta thấy những cổ phiếu nào đã kéo ngày hôm nay đó là Vinamilk, GVR, Thế Giới Di Động, Gas, Techcom, ACB, Novaland, FPT. Có nhiều ngược lại kéo thị trường đi xuống, chúng ta có Vinhome, STB, Hòa Phát, VGC, PGV, VTX, VND và MXB. Rõ ràng các cán cân giữa bên bán và bên mua nó đang khá là cân bằng anh chị. Tuy nhiên là chúng ta thấy là bên mua đang nhỉnh hơn rất là nhiều, khi mà các cổ phiếu như là Vinamilk, Thế Giới Di Động lên tiếng ở những bán lẻ vậy ha. Nước ngoài ngày hôm nay người ta có một phiên bán ròng như vậy, bán rất là mạnh tay nha, bán thì nhìn cái cách bán ngày hôm nay đó, bán từ đầu phiên cho tới cuối phiên như vậy, bán hơn 448 tỷ và bán nhiều cổ phiếu, bán rất nhiều các cổ phiếu như vậy, không có một cổ phiếu nào quá tập trung, trong đó thì mạnh nhất nó là Vinamilk, VRE. Vì thanh khoản ngày hôm nay chúng ta thấy là thanh khoản của thị trường đang tăng rất là đột biến, không phải tăng rất đột biến, tăng rất mạnh trở lại và tăng đột biến vậy. Và tổng cái giao dịch của ba sàn, tổng giao dịch của ba sàn chúng ta đang có là hơn 22.000 tỷ và đang đạt cái biên giao dịch tỷ đô vậy á. Đó thì nghĩa là nói với chị đầu tư của mình đó là trong thời gian tới anh chị sẽ thấy thanh khoản của thị trường nó sẽ còn lên những cái biên tỷ đô một cách đều đặn, thậm chí rồi sẽ có 1,5 tỷ đô, rồi có nhiều phiên nó sẽ có lên tới 2 tỷ đô trở lại như vậy. Cho nên anh chị nhà tôi của mình chú ý nha, nó sẽ có đấy. Rồi ok, đó là về cái mặt thanh khoản trên sàn HSX là sàn chính như vậy. Các nhóm ngành thì chúng ta có ba nhóm ngành giảm điểm, đó là tài chính, viễn thông và công nghiệp. Trong đó nhóm tài chính thì giảm, các công ty chứng khoán giảm 1.09%, bất động sản tăng nhẹ 0.01% và ngân hàng tăng 0.08%. Đó là các biến động của các nhóm ngành. Trên cổ phiếu tích cực giao dịch mạnh nhất đó là VX, hơn 68 triệu cổ, cái cổ phiếu này được giải cứu sàn về cuối phiên. Theo biên độ tăng điểm, chúng ta có cổ phiếu tăng trần như là PDN,
TMS, TAF, ABR giảm sàn. Chúng ta cũng có một vài cổ phiếu này sàn OC như là STG, LEC, Quốc Cường Gia Lai quay trở lại nằm sàn sau khi có được một vài phiên tăng trần tây cầu. Rồi VHC, ST8, LGC, EVG, đó là các cổ phiếu ta giảm sàn. Tuy nhiên vào biên độ tăng trần và giảm sàn, chúng ta không có thấy bất kỳ cổ phiếu nào là các cổ phiếu trụ phiên dịch ngày hôm nay cả. VN30 chỉ số phái sinh F1M thì đang là 1123, tăng 3.9 điểm và có 217.000 đồng giao dịch. Như vậy là phái sinh ngày hôm nay cái thanh khoản cũng đã cải thiện hơn những phiên trước nha anh chị. Cho thấy thanh khoản của thị trường nó đang lên rất là đều cả cơ sở lẫn phái sinh anh chị. Rồi diễn biến của phiên dịch ngày hôm nay chúng ta thấy thị trường nó cho chị nhà tư đi tàu lượn. Khi mà sáng ngày hôm nay thị trường nó mở cửa và nó kéo lên một điểm và nó kéo đó là kéo trụ gì các cổ phiếu nhóm ngân hàng được kéo nha. Sau đó bắt đầu là một nhịp rũ một cách đánh cực sốc vào thời điểm sau 9:30 thị trường nó đạp một cách chóng vánh vậy. Nó về điểm sâu nhất của phiên dịch ngày hôm nay đó là cái vùng 1019-120 luôn. Nó về thẳng dưới đó vậy, một nhịp đạp rất là nhanh. Trong vòng 15 phút thôi, từ 9:30 tới 9:45 vậy. Và sau đó cả một phiên đó là thị trường nó kéo đạp, kéo đạp, kéo đạp và bước vào phiên chiều đó là một kịch bản đảo ngược hoàn toàn. Thị trường quay trở lại là kéo chỉnh, kéo chỉnh, kéo chỉnh và kéo cuối phiên và làm giấy ATC còn kéo điểm rất mạnh. Cái việc mà dĩ nhiên anh chị sẽ thấy là VN30 là cái chỉ số chính, chỉ số chính ngày hôm nay vậy. VN30 là chỉ số chính ngày hôm nay. Cái diễn biến của VN30 nó đang rất giống với VN Index, hay chúng ta nói chính xác hơn đó là VN Index nó giống với VN30 ngày hôm nay về cách đi như vậy. Cho nên cái việc mà diễn biến chung phần lớn thị trường đang dùng trụ để điều tiết thị trường ha. Thì anh chị nhà tư của mình nhớ đó là phiên thứ sáu vừa rồi trong cái nhận định thị trường trong video ngắn thì nó chia sẻ với chị đó là gì, hãy chú ý vào cái phiên thứ hai nó rất quan trọng với thị trường của chúng ta vậy. Nghĩa là nói gì, phiên thứ hai nó rất quan trọng, nó sẽ quyết định những cái xu hướng của thị trường trong thời gian sắp tới. Thì lúc này chúng ta đang có một cái nến màu xanh cách phiên và thị trường nó vẫn tiếp tục là một phiên tăng điểm, mặc dù trong phiên có đạp và cái trạng thái rút chân thì chúng ta gọi là chân dài như ngọc trinh vậy, chân rất dài và biết cho một cái chân nén rất dài. Điều này cho thấy một điều đó là cầu bên ngoài rất tốt như vậy, có lực bán rất lớn trong phiên dịch ngày hôm nay, tuy nhiên cầu cũng rất là tốt, thành ra nhà thị trường nó có một cái trạng thái rút chân từ việc kéo trụ cầu nó vào trụ bắt như vậy ha. Rồi chúng ta nhìn sang cái khung lớn hơn đó là khung H1 như vậy, nghĩa là nói với vị nhà tư của mình á là gì, hãy chú ý cái thời điểm của thị trường nó sẽ rơi vào đó khoảng phiên chiều của thứ hai vậy. Vậy tìm và lục lại xem cái video ở thứ sáu người nhận định ha, người đánh giá người nói vậy, thứ hai nó có thể sẽ có những trạng thái rung lắc và dễ chú ý cái thời điểm vào cuối phiên thứ hai. Thị trường chúng ta có thể nó quay về lắp cái áp thật nó sẽ vượt đỉnh. Đó là phiên dịch ngày hôm nay anh chị thấy là thị trường đã vượt đỉnh, nó đã vượt đỉnh cho anh chị. Và với cái nến đặt ruột dài như thế này thì toàn bộ những gì nó đã diễn trong phiên dịch ngày hôm nay thì cuối phiên nó đều phủ định đấy. Và với cái trạng thái này anh chị biết là bắt đầu từ ngày mai á là hai kiếm H1 nó sẽ chập lại với nhau thì thị trường nó sẽ có biến động rất lớn vậy, nó sẽ có những biến động cực kỳ lớn nha. Cho nên vậy nhà tôi chúng ta hãy chú ý phiên dịch ngày mai, ngày hôm nay nó đã biến động rất là ghê rồi, nó rung lắc anh chị nhà tôi phải chóng mặt luôn. Nhiều anh chị nhà tôi thì sáng sờ quá bán ra cổ phiếu, có một số anh chị đang sẽ trong room cộng đồng của Nghĩa hỏi là sáng thị trường anh chị thấy là nó sàn nhiều quá anh sợ bán hết danh mục luôn, tạo lập nó bô vậy. Nhưng mà anh chị nào xem được cái video những cái livestream của Nghĩa gì follow theo Nghĩa thì biết đó là thì đã nói với vị tư của mình đó là cái giai đoạn này thị trường chúng ta nó sẽ hoàn toàn có thể vừa lên vừa chỉnh. Tại vì nó khi nó đã uptrend thì việc chỉnh sẽ là cơ hội, chứ không có chỉnh mà sợ gì. Uptrend lại chỉnh là cơ hội, cho nên anh chị nhà tư mà lại đua mua xanh tím mà bán giá đỏ giá sàn nó là một cái sai sách ở thời điểm hiện tại. Cái chiến lược đầu tư của chúng ta nó không hề đúng đắn gì. Cái giai đoạn này chiến lược của vậy đó là mua giá đỏ giá sàn. Sáng ngày hôm nay là Nghĩa cho khách hàng mạnh dạn mà gom vậy, mạnh dạn mà gom hàng luôn. Vậy trong room khách hàng là cho khách hàng mạnh dạn mà gom luôn. Từ buổi sáng này. Thị trường rung lắc qua phản ứng tin tức cuối tuần anh chị còn tiền chủ động canh giá đỏ mua mạnh. Trong khi một khách sạn không nên mua mọi giới mà mới chiến lược rất rõ, mua giá đỏ giá sàn giá xanh giá tím canh bán, cứ bám chiến lược này trong uptrend là ngon. Thị trường còn một hiệp rượu nữa anh chị, giúp ưu tiên của khách sạn trong như một ngày tự tin lên cả nhà, thị trường này không có gì để sợ, hôm nay sáng đỏ chiều xanh tím là quá đẹp như vậy. Sáng 10 giờ là nghĩ nói bản này luôn với anh chị nhà tư
Sau đó ngày đó chiều ai giờ mới cho nhà đầu tư mạnh dạn gom cổ phiếu, gom cái cơ hội cuối cùng này. Anh chị chưa có hàng hoặc đã có cổ phiếu Novaland có thể mua mới hoặc mua gia tăng 4.6 thì 4.7 hôm nay thời điểm 14 giờ vậy, đó là thời điểm mà Novaland nó chưa chạy. Đây sẽ là cổ phiếu chủ lực của Romtang, thì nó rất nhiều lần và cơ hội cuối cùng của vậy là hôm nay. Thị trường nó sẽ chuẩn bị trở lại vậy, đợi nhé. Số chính xác cần vượt đó là 1126. Đầu phiên chiều là nghĩ gì đó, gì đó cái kịch bản thị trường. Chiều nay chúng ta có hai mốc quan trọng, đó là thị trường vượt 1126 sẽ xanh lại ngay, và theo viên dự biến sáng đỏ chiều xanh. Ngược lại nó thị trường mất 1115 thì thị trường sẽ vào pha điều chỉnh khá sâu, có thể về vùng 1100 thậm chí là 1080. Vấn đề lúc này đó là cứ tập trung vào cổ phiếu điểm mua, về cứ là cứ mua. Sáng chúng ta cũng đã báo mua đỏ mạnh dạn rồi, thì chiều ngày nay chúng ta có thể đứng nhìn người chính, trong mua trong hoảng loạn vậy đó. Và cái này rất là tự tin như vậy, thị trường này mà đỏ cái là chuyện cái tự tin mà canh mua cổ phiếu không gì phải sợ cả. Thì với các viên giao dịch ngày hôm nay cái chúng ta nhìn sang cái khung H1 á, thì chị thấy trạng thái ngày hôm nay với cái cây nến đặc này thì xác suất rất cao ngày mai thị trường sẽ tăng, nó giống cái phiên này vậy, nó đang rất giống cái nhịp này khi mà chị thấy là cũng là một phiên thị trường nó tăng nó quét xuống. Tuy nhiên cái xuống này nó thủng cái hỗ trợ vậy, còn cái trạng thái này nó tích lũy cái hỗ trợ rất đẹp. Và phiên này là phiên nổ, thì cái với cái phiên này cho rằng đây là một cái phiên tín hiệu nổ cho phiên ngày mai. Thì ngày mai chúng ta cần thị trường nó xác nhận một phiên tăng điểm để làm gì? Để nó xác nhận đây là thị trường đang vào cái pha tăng điểm mạnh trong cái xu hướng uptrend về vùng 1200, nghĩa là chia sẻ với chị từ mình. Chúng ta cần một phiên xác nhận, tại vì phiên ngày hôm nay chưa xác nhận gì, chúng ta cần phiên xác nhận ngày mai. Một điều nữa đó là nó xác nhận cái gì, nó xác nhận nó phá cái phân kỳ này cái gì. Thì phiên ngày mai thị trường nó cần một phiên tăng để nó phá cái phân kỳ này, chứ nếu không á là nó vẫn còn có rủi ro phân kỳ như vậy. Tại vì ngày mai về thị trường nó kết phiên cho về một cái nến đỏ là chỉ thấy cái RSI nó sẽ vẫn đi xuống và cái MACD nó sẽ vẫn đi xuống, đồng nghĩa với việc nó xác nhận cái phân kỳ ở đây và thị trường chúng ta sẽ rất là nguy hiểm, có thể đảo chiều. Tuy nhiên nếu ngày mai mà thị trường nó tăng điểm như vậy, nếu ngày mai mà thị trường tăng điểm á thì thị trường nó sẽ phá phân kỳ, tức là RSI hiện tại đang là 72, ngày mai tăng mạnh nó chỉ cần lên tới 70, chỗ này là 76.07, nó vượt 76.07 ngày mai thôi là thị trường sẽ phá phân kỳ. Mà khi thị trường nó đã phá phân kỳ thì nó xác nhận là không có khả năng đảo chiều nữa, mà nó chỉ bắt đầu một hành trình đi lên của nó, và đó là cái trend mà thị trường nó sẽ vừa đi lên vừa điều chỉnh, như nghĩa là chia sẻ vậy. Chỉ nhìn vào xu hướng của thị trường là cái chỉ số ADX nó đang dần dần nó cắt lên 40, tức là strong trend vậy, một xu hướng một cái trend rất là mạnh như vậy. Cắt lên 40 là strong trend, cắt lên 50 là power trend, và cắt lên 70 là super trend vậy đó. Tại vì thế đang dần chuẩn bị cắt lên 40 đó, phiên giao dịch ngày mai chúng ta sẽ chờ đợi nha, phiên ngày mai rất đáng để chờ đợi vậy đó. Thì hôm nay khách hàng có nghĩa và ngay cả các trong cộng đồng cũng đã cho gom hàng rất mạnh tay đó vậy, cho nên ngày mai thì nó có tăng cũng đứng nhìn thôi, không có làm gì cả. Tại vì hàng lúc này dường như được phun tài khoản vậy, không còn có tiền mặt nhiều nữa đâu. Chờ ngày mai thôi vậy, ngày mai thị trường nó tăng cái là nó xác nhận thị trường bùng nổ ngay luôn á. Và lúc này á, hôm nay là phiên thị trường nó dùng VN30 dùng trụ để điều tiết một số cổ phiếu như là Vinamilk, là Thế Giới Di Động, là GVR. Tuy nhiên cái động lượng để thị trường nó bùng nổ nó không thể phải xuất phát từ các một vài cổ phiếu trụ như vậy, mà nó sẽ cần có sự trở lại của các nhóm ngành. Ở đây những nhóm ngành nó có sự lan tỏa trên thị trường vậy, đó là những nhóm ngành như là bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, đầu tư công, dầu khí, thép, đó là các nhóm ngành nó có sự lan tỏa, chứ không phải là bán lẻ, dệt may, thủy sản, cảng biển, đó là những nhóm ngành nó bên sau, ở phía sau vậy, nó không có sự lan tỏa mạnh. Muốn thị trường nó bùng nổ bắt buộc phải những cái nhóm ngành nghĩa vừa nêu ra nó phải có sự trở lại. Nghĩa đang đánh giá rất cao nhóm ngành đó là ngân hàng và bất động sản vậy, đặc biệt hai nhóm ngành này đang đánh giá rất cao cái khả năng nó sẽ bùng nổ ở phiên giao dịch ngày mai. Nếu như hai nhóm ngành này mà lên tiếng chắc chắn thị trường chúng ta sẽ có một phiên tăng tới nóc như vậy. Cho nên chị nhà tư nè, nếu như sáng ngày hôm nay đã bán cổ phiếu á, mà chiều ngày hôm nay chị không mua được cái gì vẫn đứng ngoài á, thì ngày mai nghĩa chắc chắn là chị sẽ phải đua mua cổ phiếu, chị phải FOMO vào rồi đấy, đó là điều chắc chắn nếu thị trường bùng nổ vậy. Mình đang thấy rất nhiều cái nhiều thị trường chúng ta sẽ đổ ở phiên giao dịch ngày mai như vậy. Còn cái kịch bản lúc này để thị trường nó xấu á, để nó đánh úp á, nghĩa là nó rất là ít như vậy, rất rất là ít, cái khả năng thị trường nó đánh úp rất là ít khi mà
hai phiên kéo điểm cuối phiên này nó đã có cho ý đồ thị trường muốn đã lên rồi, cái xác suất lúc này thị trường nó có giảm mà giảm mạnh, nghĩa cho rằng nó sẽ không có thể xảy ra, xác suất xảy ra rất thấp như vậy. Nên cái kịch bản chúng ta đang view là thị trường nó sẽ bùng nổ vào phiên ngày mai, mà nếu như thị trường ngày mai nổ chắc chắn thị trường sẽ đi vào một cái siêu sóng, một cái nhịp tăng, như nghĩa là nói vậy. Tuần này có thể sẽ có cả 5 phiên thị trường tăng điểm liên tiếp như vậy, anh chị chú ý có thể có cả 5 phiên tăng điểm liên tiếp nha. Nghĩa là nói với vậy, từ thứ sáu vừa rồi, từ tối chủ nhật, từ tối thứ bảy thì đều nói trong các livestream, trong các video nhận được thị trường. Bây giờ cho nên chị nhân tư của mình hãy chú ý thị trường, bây giờ ngày mai nó chỉ cần tăng điểm là nó sẽ xác nhận thị trường vào một cái pha tăng siêu mạnh vậy, một pha tăng siêu mạnh nha. Rồi ok, đó là thị trường của chúng ta vậy. Về kế hoạch hành động á, là với những chị tôi đang phun hàng rồi, chị cứ gồng cổ phiếu cho Nghĩa. À, bắt đầu từ ngày mai chị cứ gồng cổ phiếu cho Nghĩa, không có gì phải sợ cả vậy, cứ gồng cổ phiếu nha. À, còn ngày mai mà thị trường nó có chỉnh á, thì cũng đứng nhìn chẳng có gì phải sợ cả, vì ngày mai nó chỉnh nó không chỉnh sâu được đâu, ngày mai rung lắc thôi. Ngày mai thị trường cùng lắm nó sẽ rung lắc về vùng 1.206, 1.207, 1.126, 1.127 một lần nữa. Cùng lắm là như vậy vậy trước khi nó đi lên ha. Cho nên cái kịch bản thị trường nó xấu lúc này rất là ít, cho nên chỉ có hàng phun hàng cứ gồng gồng cổ phiếu, gồng mạnh cổ phiếu vậy. Nói vậy cho tôi mà đã có tiền á thì anh chị chưa mua được cổ phiếu thì anh chị liên hệ ngay với Nghĩa nha. Liên hệ ngay với Nghĩa để Nghĩa có thể cho anh chị cái điểm mua cổ phiếu hợp lý nhé. Có thể chúng ta sẽ FOMO, nhưng mà các cách FOMO chúng ta như thế nào cho nó phù hợp như vậy, chứ không phải là chúng ta cứ nhắm mắt chúng ta đua mua cổ phiếu. Ok, anh chị nhà tôi nhớ liên hệ với Nghĩa theo số điện thoại hoặc là Zalo trên màn hình 0969 788 267, mở tài khoản tại VPS với đây là 3298 để Nghĩa đồng hành, Nghĩa hỗ trợ với chị tôi của mình được nha. Mọi người đang xem tới cuối video thì mọi người nhớ để lại cho Nghĩa những cái quả tim ở comment và thả like cái video này nha anh chị. Đây là một video rất đáng để chị trong trông chờ cho phiên dịch ngày mai được nha. Rồi, kịch bản thì đưa sẽ là như vậy. Các cơ hội đầu tư như Nghĩa chia sẻ giai đoạn này á, thì điểm mua dường như nó đã ngày mai mà nó nổ thì nó sẽ rất ít có điểm mua rồi. Cho nên chị muốn mua chị liên hệ ngay với Nghĩa. Còn trong tối ngày hôm nay thì khả năng Nghĩa sẽ xin up livestream vào lúc 19:30 như vậy. Tối ngày hôm nay Nghĩa có việc cho nên Nghĩa sẽ xin up livestream. Hẹn gặp lại anh chị và tôi chúng ta vào sáng ngày mai trong cái livestream 9 giờ sáng này ạ. Và chúc mọi người có ngày mai một phiên dịch thật sự là bùng nổ và tài khoản chúng ta có thể bùng nổ theo thì được. Chào và hẹn gặp lại.